Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cả NFT Gamer. Lại là mình đây. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục đem đến cho anh em một cái video nữa để update cho anh em cái tình hình sự kiện Airdrop của cái nền tảng Pixelverse. Đây là một cái chiến dịch Play to Airdrop mình nghĩ rằng anh em nên tham gia nha. Thứ nhất là nó hoàn toàn miễn phí. Chúng ta cũng chỉ cần bỏ một chút thời gian ra là hoàn toàn có thể là tham gia rồi. Vậy những cái thông tin mà ngày hôm nay mình muốn update cho anh em là gì? Thì trước khi vào đến nội dung chính, anh em đừng quên theo dõi kênh NFT Gamer để đón xem những tựa game Play to Earn mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào trực tiếp cái phần nội dung chính xem là thông tin update trong video ngày hôm nay có những thông tin gì nha. Đấy, go! Đầu tiên thì mình cũng xin nhắc lại một chút thông tin về cái dự án Pixelverse này. Thì trước đó mình đã có một video chia sẻ cho anh em về sự kiện Play to Airdrop từ rất lâu rồi. Từ hình như là một tháng trước rồi thì phải, hay là gần một tháng gì đó. Anh em nào tham gia thì mình nghĩ rằng nên tiếp tục click tap tap vào màn hình để nhận về những cái điểm pick và điểm free ha. Ok, và nó sẽ có hai cái mục Airdrop trên Pixelbot trên Telegram. Hiện tại thì đã có một vài update cụ thể như nào thì tí nữa mình nói sau. Cái mục thứ hai là Airdrop ở trên trang web dự án đây nha. Anh em cũng có thể là nuôi con thú cưng điểm danh hàng ngày để nhận được điểm pick. Ok, điểm pick ha. Còn ở trên Telegram là anh em sẽ nhận được điểm free. Ok, và hai cái sự kiện này hoàn toàn tách biệt nhau, nhưng khi mà nó có thông báo Airdrop thì mình chắc chắn đến 85% đó chính là cái điểm pick ở trên trang web dự án và điểm free ở trên bot Telegram, nó sẽ có logic ràng buộc với nhau để ra được kết quả là cái số lượng token pick free Airdrop trong cái nền tảng Pixelverse này. Mình cam đoan đến 85% là như vậy. Bởi vì là không có lý nào tự nhiên cái này tên là pick, và cũng không có lý nào tự nhiên cái điểm trên bot Telegram nó tên là free đâu anh em ạ. Đó, mình khẳng định luôn là 85%. Hai cái điểm này tuy là nó riêng biệt nhưng mà sẽ liên quan đến nhau khi mà nó có thông báo trả thưởng Airdrop. Nên là nếu như mà anh em đang cày cái kèo này từ trước đó rồi thì anh em nên cày song song giữa cái điểm pick ở trên trang web và điểm free ở trên cái bot Telegram. Còn anh em nào chưa cày thì có nên vào tại thời điểm này hay không? Mình khẳng định luôn là vẫn nên nha. Bởi vì thứ nhất là nó có thu tiền đâu, nó hoàn toàn miễn phí mà. Anh em chỉ cần bỏ ra một chút thời gian click vào con bot Telegram như thế này, hoặc là anh em chỉ cần điểm danh theo cái khung giờ thôi. Ví dụ mình còn 17 tiếng nữa với điểm danh ở trong cái phần web và nhận về điểm pick được, chứ không phải là anh em ngồi cả ngày nha. Không cần ngồi cả ngày. Ok, nên là mình nghĩ rằng anh em hoàn toàn có thể tham gia tại thời điểm này. Còn anh em nào tham gia trước đó rồi thì hãy duy trì cái thói quen của mình là tap tap vào màn hình như này và điểm danh ở trên trang web như này là ok. Cái kèo này nha, mình nghĩ rằng nó còn hơn rất nhiều những kèo mà anh em chơi, ví dụ như là đào TRX hay là đào USDT, đào XPR. Mình không biết là anh em moi ở đâu ra những kèo như vậy, nhưng mà những kèo lớn như này thì cái tỷ lệ ăn khá là cao. Mình khẳng định luôn là tỷ lệ ăn trong kèo Pixelverse này khá là cao. Tất nhiên là không thể nào chắc chắn được, nhưng mà đổi lại, thay vì anh em chơi những cái kèo trôi nổi, kèo đào USDT các kiểu, thì anh em nên đào những cái kèo mà nó nổi tiếng như này để tránh cái việc là mất thời gian chúng ta. Và nó có một cái update ở trên cái con bot Telegram đó nha. Nó có một cái update ở trên con bot Telegram, đó là đã có cơ chế chống lại cái việc là auto click rồi. Ngày xưa hay là các dự án khác nó đều có cái phần là bấm màn hình như này, thấy không? Bấm vào màn hình như này thì con bot sẽ tự động nhận về những cái điểm ha. Nhưng mà đối với cả Pixelverse thì đang có một cái cơ chế chống auto click. Anh em thấy cái vòng tròn không? Đó, anh em phải bấm vào vòng tròn nha. Còn nếu như anh em bấm ra ngoài thì sẽ không nhận được điểm. Anh em chỉ có thể bấm vào vòng tròn thì mới nhận được điểm. Như vậy là chúng ta rất khó để có thể là áp dụng auto click được vào trong cái con bot này của nó. Đây cũng chính là một cái ngăn chặn à, cái biện pháp ngăn chặn cái việc là chết ảo auto click. Đang suy ra là cái nhà phát hành đang cố để kiểm soát được cái lượng chết ảo xuống cái mức thấp nhất có thể. Đó, tốt cho chúng ta mà. Bởi vì là càng nhiều người chết ảo thì đến lúc nó xả hoặc là đến lúc nó trả airdrop ấy thì anh em sẽ được ít ít token hơn, bởi vì là tổng airdrop của nó chỉ có 10 triệu token thôi. Đó nhỉ. Tổng airdrop của nó chỉ có 10 triệu token. Và nếu như nhà người người chết ảo như vậy thì chia ra cho đầu người cũng không được mấy. Nên là nó đang nỗ lực gọi là hạn chế lại cái việc chết ảo và dùng auto click của anh em. Đây là một cái điều mình nghĩ rằng anh em nào mà tham gia một cách gọi là chính thống thì rất là thích điều này. Bởi vì khi mà chia đầu người ra thì anh em sẽ được nhiều hơn. Đó, ok, anh em hiểu nôm na như vậy ha. Và đối với cả cái này thì anh em chỉ cần click và nhận được điểm phi là được. Nhận càng nhiều điểm phi càng tốt ha. Và lưu ý là phải click trong vòng tròn
thì với nhận được điểm ha, còn auto click là mình nghĩ rằng sẽ bị trượt á, trượt ha. Thậm chí là nếu như mà anh em nào mà giỏi công nghệ hơn thì mình không biết là anh em có cách nào áp dụng hay không, nhưng mà đối với cả auto click truyền thống là không chơi được rồi, bởi vì nó rất khó. Tiếp theo thì ở trong con bot Pixelverse trên Telegram này sẽ có phần trận chiến ha. Chúng ta hoàn toàn có thể là đây nhỉ, đi đánh nhau để nhận về cái điểm phi. Ok, mình sẽ đổi con bot khác đi à. Mình có khá nhiều bot anh em ạ. Đây nha, mình vừa mới mua được con này. Ui, con này nhìn khỏe khoắn vách cả trưởng ra. Bây giờ anh em có thể là nâng cấp nó lên. Đây nha, anh em có thể là nâng cấp nó lên để cho nó đi đánh nhau chẳng hạn. Nâng cấp này, 1000 phi. Đây cũng chính là một cái cơ chế nhằm đốt bớt bỏ cái điểm phi của anh em đi. Nên là nếu như mà anh em có cái nhu cầu click được nhiều hơn thì hãng dùng đến cái tính năng nâng cấp này. Còn nếu như mà anh em kiểu là ngày click ngày không ấy, thì mình nghĩ rằng nâng cấp cũng bằng như nhau à, phí điểm anh em ạ, phí điểm ha. Ok, sau khi mà anh em nâng cấp xong thì anh em click như này sẽ nhận được nhiều cái điểm phi hơn, kiểu như vậy. Và hoàn toàn có thể là đi cho đi đánh nhau à, tìm kẻ thù này. Đó, tìm đối thủ để đánh nhau với đó. Nếu như mà anh em chiến thắng, đây à, mình nhận được một cái thằng thằng này à, mình sẽ đấm thằng này. Mình nghĩ là mình sẽ thắng thôi. Mình nghĩ là như vậy, hy vọng là như vậy à. Ôi. Đó, nó có cái cơ chế này nên là hơi khó chịu một chút à. Anh em phải bấm vào trong cái ô đó thì mới nhận được cái điểm và nhận được đam à. Ôi, đánh mãi thằng này không chết luôn. Để xem là mình có thắng được không nhá. Hơi mỏi tay các bạn, này hơi hỏng chuột nhá, chuột hơi đơ rồi đấy. Nếu như mà anh em có điện thoại thì mình nghĩ rằng sẽ bấm nhanh hơn đấy. Còn chuột thì hình như là của mình hơi bị delay một tí. Ôi nhanh ơi. Có lẽ là mình đã thắng rồi. Bọn này, cái con này tuổi tôm anh em ạ. Ok, như vậy là mình đã thắng và nhận được 500 điểm phi. Đó, anh em nào thích đi đấm nhau với thằng khác thì sử dụng tính năng tìm kẻ thù để đấm nhau và giành lại. Nếu như mà anh em chiến thắng nha thì nhận được cái điểm phi. Còn nếu như mà anh em thua thì sẽ mất điểm nha. Đó là cái lưu ý. Đó là cách thứ hai để chúng ta kiếm được cái điểm ở trong cái con bot này. Đây cũng chính là một cái cơ chế để chúng ta gọi là có một cái cơ chế gọi là play ở trong con bot ha. Đánh nhau cũng khá là vui. Nếu như mà anh em thích có gõ tay như này, anh em nào mà thích luyện ngón giữa nhỉ thì bấm như này. Mình nghĩ rằng rất hiệu quả nha. Anh em nào thích luyện ngón giữa thì bấm như này thì rất hiệu quả luôn. Còn luyện để làm gì thì mình nghĩ rằng anh em sẽ hiểu được mà. Ok, đó là cái thay đổi mới nhất của cái con bot Telegram trong cái dự án Pixelverse. Ngoài ra thì ở trong cái con bot trên trang web dự án ha, anh em vào giúp mình phần 10 triệu Pixelverse Aerox. Ở trong cái con bot trong này thì anh em cũng chỉ có một cơ chế hiện tại là điểm danh và nuôi con thú này thôi. Và trong cái trang web này hiện tại chỉ có một cái cách để đốt điểm thôi. Đó là anh em mua con bot hoặc là anh em có thể nâng cấp con bot này lên. Ví dụ nha, lên cấp này thì chúng ta sẽ tiêu tốn cái điểm phi. Đó, à điểm pick hả, sorry anh em. Nó hai loại điểm nên là mình hơi nhầm một tí. Anh có thể nâng cấp lên và nhận được nhiều điểm pick hơn, chẳng hạn như vậy. Và mình nghĩ rằng nó cũng sẽ sớm có một cái cơ chế play cho cái con bot trên trang web mà thôi. Bởi vì mình thấy ở đây nó đang có một cái gọi là pick kiếm được phản ứng và chiến thắng. Hai cái này thì sớm có thôi. Và có thể cái phần phản ứng này và phần đánh PVP ở trong cái trang web này cũng khá là tương ứng với con bot trên Telegram mà thôi. Anh em vẫn có thể đi tìm đối thủ để đi đấm nhau, giành lại được cái điểm pick. Còn ở trên Telegram thì anh em nhận được điểm phi ha. Ok, đó là cái thay đổi của cái sự kiện Play to Aerox trong cái tựa game Pixelverse. Đây là một cái sự kiện mình nghĩ rằng anh em vẫn nên tham gia. Anh em nào chưa tham gia thì có thể đăng ký tham gia ngay bây giờ. Và duy trì thói quen click hoặc là thói quen điểm danh của anh em ở trên trang web. Và mình nhấn mạnh một lần nữa đó là khi mà anh em tham gia thì anh em nên tham gia song song cả trên con bot Telegram đó nha, con bot Telegram ở đây launcher bot này, và cả ở trên trang web của dự án. Bởi vì là 85% khi nó ra thông báo airdrop cho những người tham gia cái chiến dịch play này thì sẽ liên quan đến cả hai điểm này, có thể là cộng 2 điểm rồi chia đôi, hoặc là có thể cộng 2 điểm rồi chia cho mấy chẳng hạn. Đây là công thức của nhà phát hành và nó chưa công bố nên là mình cũng không thể nào biết được. Nhưng mà 85% là hai cái điểm pick và điểm phi sẽ liên quan tới nhau nha. Đó, tuy là hai cái này là hai cái chương trình tách biệt nhau nhưng mà chắc chắn sẽ liên quan tới nhau khi mà trả thưởng airdrop, nên là anh em chú ý giúp mình. Và cũng sớm thôi, bởi vì hình như là cuối tháng này cái nền tảng Pixelverse này sẽ bán trước cái đồng token ở trên cái trang web của nó đây nha. Nó sẽ bán trước token ở trên trang web này, hình như là với giá 0.04 USDT nha. Đó, và public sale sắp tới ha. Hiện tại thì mình chưa nhận được cái ngày public cụ thể,
nhưng mà mình nghĩ rằng sẽ vào cuối tháng 5 này và AirDrop sẽ diễn ra vào tháng 6. Nên là chúng ta cũng gần hết thời gian để cày trong cái sự kiện này rồi. Anh em nào chưa cày thì tranh thủ dần đi là vừa. Có còn hơn không ha? Ok. Và đó là một vài cái update nho nhỏ ở trong cái nền tảng Pixelvert ngày hôm nay. Anh em hoàn toàn có thể tham khảo và có thể là tham gia Play to Airdrop ngay bây giờ. Ngoài ra nếu như anh em muốn xem cái bản demo của nó thì anh em hoàn toàn có thể vào phần demo bên này để chơi cái bản demo. Cái phần này thì ở video trước mình đã chơi rồi. Nên là video ngày hôm nay anh em nào chưa xem thì có thể là vào chơi thử bản demo, đi làm nhiệm vụ để biết được rằng tự game này chơi như này như này. Ok, và video ngày hôm nay cũng khá là ngắn thôi. Video ngày thứ hai nha sẽ là một tựa game chơi gọi là nghiện luôn. Mình chơi hôm nay mình chơi cả một buổi chiều, tí nữa thì quên mất quay video anh em ạ. Nghiện luôn ha. Nên là đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh để theo dõi những tựa game Play to Earn mới nhất. Nó không chỉ là một tựa game Play to Earn mà nó là một cái tựa game giải trí cũng rất là ok. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau.